Chào các bạn, mình mới mượn được một chiếc tai nghe mới nhất của Sennheiser. Chiếc tai nghe này sắp bán tại Việt Nam với giá khoảng 10 triệu 500 ngàn. Đây là một cái chiếc tai nghe chống ồn rất cao cấp và thiết kế hoàn toàn mới của Sennheiser với cái tên mã là BCX 550 Wireless. Đây là tai nghe chùm tai và được bảo hành 2 năm trên toàn cầu của Sennheiser. Đặc biệt nhất là khả năng nghe nhạc lên tới 30 giờ với cái khả năng sạc pin của nó. Và đây các bạn thấy bên hông hộp nó có ghi rất nhiều cái tính năng nổi trội như là Bluetooth 4.2, có NFC, có ABTX, rồi có trang bị 4 cái micro chống ồn, có khả năng điều khiển được cái nhận diện được cái tiếng ồn tối đa, crystal clear, và 30 giờ dành cho cái khả năng sạc pin nghe nhạc. Và đặc biệt nó có thêm cái tích hợp cái phần mềm Captool để các bạn nghe nhạc chất lượng cao của Sennheiser họ đầu tư và có thể tải từ Apple hoặc là Google Play. Đặc biệt là nó có cái toàn bộ những cái điều khiển như là cuộc gọi, gác cuộc gọi, là nghe nhạc, dừng nhạc hoặc là qua bài hoặc là tăng giảm âm lượng đều là vuốt trên cái panel của cái màn tai nghe. Và trong hộp thì trang bị rất là nhiều cái phụ kiện kèm theo. Rồi, mình mở ngay ra cho các bạn xem. Rồi, đây là cái hộp. Ngoài được trang bị một cái túi nhung. Mở cái túi nhung ra. Rồi, đây là cái tai nghe. Chiếc tai nghe BCX 550. BSC 550. Ở trên cái hai cái màng tai là nó đã dán hai cái miếng đề can hướng dẫn, là đây là cái vị trí NFC và cái đây là left tai nghe bên trái, và đây tai nghe bên phải thì nó có cảm ứng tăng giảm âm lên volume và là chuyển chuyển bài hoặc là trả lời cuộc gọi. Rồi coi phụ kiện nó có gì thêm. Mấy cái tài liệu hướng dẫn. À, đây là mấy cái một cái cọng cáp để sạc macro, cho thêm một cái jack dây 3.5 nữa. À, nếu chúng ta không có muốn dùng cái Bluetooth thì chúng ta dùng dây 3.5 cắm trực tiếp luôn. Cái này nếu hết pin thì chúng ta dùng bằng cái này cũng được. Rồi cho thêm một cái jack lớn để nối ra âm ly. Chúng ta nghe nhạc qua âm ly hoặc những thiết bị có cái jack cắm lớn và một cái adapter chuyển cái đầu qua cái trên máy bay, nghe nhạc trên máy bay rất là đẹp. Rồi đây là cái tai nghe. Thì điểm đặc biệt mình vừa thử cái tai nghe này rồi là chúng ta chỉ cần lắc cái cổ qua một cái, nó kêu cái cốc đó, lắc cái tai nghe và kêu cái cốc là tức là nó đã mở nguồn. Ở trên này có một cái đèn. Rồi đây là cái ngõ cắm 3.5. Rồi cái ngõ sạc micro USB, cái nút chơi nhạc. Rồi đây là ba cái nút để chúng ta kích hoạt cái chức năng chống ồn ở nhiều cấp độ. Đó. Có ba cấp độ. Cái này là 0 0 và tới bắt đầu ở giữa là 1 và trên cùng là 2. Đó. Rồi đây là cái chức năng Bluetooth để chúng ta dò Bluetooth. Tai nghe có thể gập lại rất là gọn. Chúng ta gập lại rất là gọn để chúng ta đi du lịch. Bỏ trong túi xách. Rồi để mình bè với cái điện thoại mình nghe thử. Đang kết nối rồi, chỉ cần chạm một cái vào cái chỗ NFC này là nó đã ghép đôi xong với cái điện thoại của mình, hiện tên là BCX 550. Rồi mình để mình mở một cái nghe bài nhạc mình nghe thử chút xíu xong rồi mình có cái cảm nhận cho các bạn xem. Rồi mình đang nghe cái album Một Thời Áo Trắng của Hà Thanh Xuân, bắt đầu cái bài Trường Cũ Tình Xưa. Thì để các bạn nhảy qua một cái bài tiếp theo thì các bạn bấm ở trên này
Thì giờ với cái tai nghe có cái nút cảm ứng này thì chúng ta rất là tiện lợi, đang ngồi trên máy bay hoặc là đang đi ở đâu đó mà không có cầm cái điện thoại theo hoặc là cái máy nghe nhạc theo. Thế các bạn muốn dừng cái bài hát thì các bạn chỉ gõ vào một cái là nó dừng. Thì muốn chơi tiếp tục thì các bạn gõ một cái nữa nó tiếp tục. Rồi các bạn muốn qua bài thì các bạn lắc một cái về là nó qua bài. Lắc tiếp cái qua bài. Đó. Rồi các bạn muốn đi ngược lại thì các bạn bắt lại thì các bạn chỉ vuốt ngược lại thôi. Đó. Rồi muốn tăng volume thì các bạn kéo dưới lên. Khi nó đạt cái tối đa volume thì nó báo là volume max. Nó đọc ở trong tai nghe. Rồi các bạn có thể kéo xuống để giảm cái volume. Khi nào có cuộc gọi tới á, thì các bạn gõ vào một cái để các bạn nghe nhạc, nghe nghe điện thoại. Rồi các bạn trả lời cuộc gọi. Rồi khi mà các bạn ngưng cuộc gọi thì các bạn gõ một cái. Đó, cái điểm hay nữa của cái tai nghe này là khi các bạn lấy cái tai nghe ra khỏi đầu á, thì nó sẽ lập tức nó dừng cái nhạc mà các bạn đang nghe. Ví dụ ta gỡ cái tai nghe ra. Gỡ tai nghe ra một cái thì cái bài hát nó sẽ dừng ngay lập tức. Và lát chúng ta gắn cái tai nghe vào đầu lại thì cái bài hát nó sẽ tiếp tục cái đoạn dừng lúc nãy. Rồi chúng ta muốn tắt nguồn thì chúng ta chỉ cần xoay cái tai nghe qua. Đó, nó kêu cái cốc thì nó tắt nguồn cái tai nghe. Thì chúng ta muốn gắn cái tai nghe vào đầu nghe lại thì bắt buộc chúng ta phải bẻ qua. Thì chúng ta bẻ qua tức là nó bật nguồn lên rồi. Thì chúng ta trùm vào đầu lại. Đó. Nó có một hướng thôi, các bạn quay cái hướng này các bạn không có bẻ được. Thì các bạn chỉ có một hướng để chúng ta bẻ qua. Thì bẻ qua đồng nghĩa với việc là nó tắt nguồn. Thì chúng ta xếp lại tai nghe. Trên cái tai nghe không có nút nguồn nha các bạn. Nó chỉ có cái nút điều chỉnh cấp độ tiếng ồn, chống ồn. Cái nút nghe nhạc. Và một cái nút để chúng ta dò Bluetooth. Thay vì chúng ta chạm vào cái biểu tượng NFC ở đây. Thì nút dò Bluetooth nó nằm ở chỗ này. Đó. Rất là hay. Rồi, ngoài cái trình nghe nhạc bình thường ở trên điện thoại thì các bạn có thể vào cái Apple Store hoặc là Google Play, các bạn tìm cái phần mềm là Captune. Đó, các bạn cài vào. Cài vào thì trong này nó có một số cái điều chỉnh rất là hay, rất là chuyên nghiệp của Sennheiser họ làm. Thì nó cho chúng ta chỉnh equalizer rồi chỉnh tùy theo cái style nhạc mà mình thích. Và nó có cho chúng ta tạo cái tài khoản để nghe nhạc cái chất lượng cao do Sennheiser họ đầu tư. Đó, ví dụ như vào đây thì chúng ta có thể load được cái nhạc album của chúng ta. Rồi là chúng ta điều chỉnh nghe nhạc ở trên tai nghe nè. Đó, bấm qua bên này thì nó rất nhiều cái hiệu ứng. Chống ồn là tắt hay là mở chống ồn. Rồi cho chúng ta chỉnh kể cả cái theme nữa, màu gì ở trên cái ứng dụng này. Hiện tại chúng ta đang nghe cái loại nhạc gì, flat hoặc là custom, để chúng ta nghe nhạc thể loại ví dụ bóp này, chúng ta nghe cái điều chỉnh tới cái equalizer cho nó vừa ấy, tức là rất là nhiều cái hiệu ứng, cái tùy chỉnh, nó mang tính chuyên nghiệp ở trên cái phần mềm này. Các bạn nào rành nhạc thì các bạn vào chỉnh và nghe trực tiếp, nó sẽ cho ra những cái âm điệu, cái âm nhạc rất là vừa ý chúng ta. À, nếu các bạn đang muốn tìm kiếm cho mình một chiếc tai nghe chụp tai chống ồn một cách chuyên nghiệp thì đây là cái lựa chọn sáng giá nhất, cái tai nghe BXC 550. Tiếp theo á, là mình đánh giá hai cái tai nghe nữa cũng khá là cân tài cân sức và đối trọng với cái tai nghe này, đó là cái Bose QC35 chống ồn chuyên nghiệp của Bose có tính năng Bluetooth với giá là 9 triệu đồng. Cái này cũng mới ra mắt gần đây và đang gây một cái tiếng vang trên toàn cầu, rất là được nhiều khách hàng ưa chuộng, đặc biệt là người nước ngoài. Các bạn lên máy bay sẽ thấy, đi nhiều máy bay sẽ thấy người ta dùng Bose rất là nhiều. Và đặc biệt một cái nhân tố mới của Sony 9 triệu 990, đó là cái tai nghe MDX
1000X, MDR1000X, xin lỗi các bạn. Đây là chiếc tai nghe làm bằng da cũng rất đẹp, vừa ra mắt ở đây. Và có NFC, cũng có cái cảm biến trên cái vành tai nghe, cũng rất là sang trọng, giá là 10 triệu. Thì ba cái tai nghe này mình cho là ba cái tai nghe mới nhất, và các bạn quan tâm đến dòng tai nghe này thì xứng đáng để chúng ta suy nghĩ lựa chọn. Riêng cái BXC550 này thì mình đánh giá rất cao ở cái tính năng là pin lên tới 30 giờ, không biết là sử dụng thực tế có đúng hay không, nhưng mà nhà sản xuất người ta ghi trên hộp là 30 tiếng cho một lần sạc đầy pin, thì đây là một cái thời gian rất là tuyệt vời để chúng ta di chuyển đi chơi mà không cần phải sạc lại. Thì ngoài ra cái thiết kế mình đánh giá là nó rất là công nghệ, rất là mới hiện đại, chứ không có già nua và nó quá cổ điển như những cái tai nghe Sennheiser khác. Cái cấp trên đầu này làm bằng cái da, cái lót đầu làm bằng da rất là mềm, và cái ear cấp cũng được bọc với da rất là mềm, chụp tai rất là êm tai. Thì cái tính năng công nghệ nó trang bị gần như đầy đủ hết, ở bên này là NFC, bên này là cảm biến trên cái bàn test, và lắc qua nó kêu cái cốc cốc, bạn nghe nó kêu cốc cốc là mở nguồn và tắt nguồn. Đặc biệt cái tính năng lấy ra khỏi đầu nó dừng nhạc, và chúng ta gắn vào vào đầu lại thì nó tiếp tục nó chơi nhạc. Đó là một cái cũng rất là hay, mình chưa thấy cái tai nghe nào nó trang bị cái tính năng này. Rồi, đây là cái video cá nhân, khui hộp nhanh cho vui, bạn nào quan tâm xem. Rồi, xin chào các bạn.